Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử Đại tá Nguyễn Thanh Trường. Đại tá Nguyễn Thanh Trường sinh năm 1974, quê Hải Dương, tháng 11 năm 2019, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an điều động bổ nhiệm từ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Cục C10 trực thuộc Bộ Công an sang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình khi đang mang hàm Thượng tá. Tháng 6 năm 2020, ông được thăng hàm Đại tá. Đại tá Nguyễn Thanh Trường được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên ngày 28 tháng 9 năm 2021. Tại Công an tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương thuộc Công an tỉnh Hưng Yên. Theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thay đồng chí Phạm Đăng Khoa, trước đó đã được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông cơ yếu. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Trường được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an, xây dựng lực lượng công an tỉnh Hưng Yên trong sạch vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Nguyễn Thanh Trường cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thanh Trường hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh duy trì sự đoàn kết thống nhất, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an, xây dựng lực lượng công an tỉnh Hưng Yên ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.